Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mẫu LED pháo hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đang xem cái mẫu LED pháo hoa này, mẫu đèn xoay này và mẫu LED hạt ngọc nhá. Đó là một số cái mẫu LED của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Cái mẫu LED pháo hoa này thì nó cũng khá là nhiều hiệu ứng luôn nhá và các cái hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, các bác thấy không? Đây hiệu ứng của nó này, đó em đang điều chỉnh bằng cái con điều khiển này nhá và nó rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, có các cái hiệu ứng khác nhau để cho các bác có thể điều chỉnh này, đó bắn nhanh bắn chậm rồi tỏa ra thu vào các kiểu con là điều được luôn. Đó các bác có thể tùy chỉnh nhá. Đấy thu vào này tỏa ra này, đó từ dưới lên này từ trên xuống này, rất là nhiều hiệu ứng để cho các bác điều chỉnh nhá. Đó rất đẹp luôn các bác, đó và nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Các bác có thể để chế độ auto hoặc là tùy chỉnh các bác. Đó, đây chưa? Đó, rất nhiều màu sắc nha. Còn LED pháo hoa này thì bên em đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, LED pháo hoa, LED ngọc về cho các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Đó, các bác theo. Nhiều chế độ, nhiều màu sắc nhá. LED pháo hoa này thì rất là đỉnh luôn. Đó. Rất nhiều chế độ, các chế độ rồi các biểu màu khác nhau, các bác cứ bấm vào là nó sẽ thay đổi màu sắc các kiểu các bác nhá. Đó, thay đổi màu sắc rồi thay đổi chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Thì cái mẫu LED pháo hoa này thì cái đường kính của nó là vào khoảng là 1 mét nhá. Đấy, cái đường kính của nó là 1 mét và cái chiều chân này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét một tí các bác nhá. Đó và có điều khiển. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đèn xoay này. Con đèn xoay này của nó thì nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con đèn xoay như này. Đó, còn con LED ngọc đây, LED ngọc thì là nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này. Sợi hạt ngọc như này. Đó. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đây là các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đây, LED pháo hoa thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một hộp LED pháo hoa như này. Đó. Cái này thì bên em gọi là LED pháo hoa thôi nhá, còn về nhà là các bác tự nó là gọi là tên vậy thôi chứ còn về nhà các bác tự lắp ráp cho em nhá, tự lắp ráp cho em chứ nó không có tiếng kêu đâu. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Và đây là con LED này. Đấy. Cái nguồn thì các bác cắm cho em là cái nguồn vào đây, nguồn vào là nó sẽ ở cái phần này nhá. Nguồn vào. Đây. Đấy. Khi các bác cắm thì đây nó sẽ là cái chân cấp nguồn này. Đấy, chân cấp nguồn input này. Input nó sẽ là đây nhá, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu chân cắm nguồn USB như này, về nhà các bác cắm vào cái USB chân cắm sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Đó. Và nó cũng có điều khiển trực tiếp ở đây luôn này, có cái lẫy điều cắm bật điều khiển đây luôn. Các bác kết nối hai cái này vào với nhau cho em này. Kết nối hai cái này vào với nhau này. Đó, kết nối thì các bác nhớ là kết nối theo đúng chiều của nó nhá, đúng chiều của nó luôn. Đó, sau đó thì mình giả ra cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn sống nó dài hơn 1 mét là cái đoạn chiều dài đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình nó sẽ có từng đoạn một thì các bác tháo ra cho em. Sau đó thì mình cắm cái đoạn sống này vào cái phần nguồn này. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này nhá. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này cho em. Đây, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn này. Đấy, đầu tiên là cắm vào đây để lấy nguồn nhá. Lấy nguồn sau đó thì các bác cắm kết nối tiếp các cái phần khác vào cho em đây. Cái phần mũi tên lên này thì các bác cắm vào cho em nhé. Đấy, cắm vào cho em. Đó. Sau đó thì các bác cắm tiếp các cái phần tiếp theo vào như này là sẽ ok thôi. Thì các bác cứ giả ra nó sẽ có các cái phần tiếp theo nhé. Cái này nó sẽ là băng dính hai mặt nhé. Các bác giả ra sau đó thì cắt ra từng đoạn một này. Những cái phần nối này nó sẽ là băng dính hai mặt này. Băng dính hai mặt các bác cắt ra từng đoạn một cho em. Thì nó sẽ ra được cái phần cánh nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác xem luôn. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đấy, đây em sẽ cắm cái chân nguồn USB này vào và ổ lên cho các bác xem này. Đấy, cắm chân nguồn USB. Đó là sẽ sáng bình thường luôn. Và sau đó thì các bác có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây nhá. Điều chỉnh trực tiếp ở đây này. Đấy. Điều chỉnh trực tiếp ở đây hoặc qua điều khiển nhá. Đấy, qua điều khiển các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh cắm vào, cắm hết lượt vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là đầu vào thì các bác cắm cái chân dài nhất và cái chân đầu tiên là vào cái phần input này nhá. Input này. Còn lại là các bác cứ thế cắm lần lượt vào cho em là ok thôi. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 140.000 lên cho em là LED pháo hoa 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu LED. Đó là LED hạt ngọc này. Đây.
led hạt ngọc thì nó sẽ có mẫu là đi 10m và mẫu là 20m. Đây là mẫu 10m này. 10m này thì quận 10m này của nó sẽ là 80.000 và quận 20m này thì nó sẽ là 120.000. 120.000. Nó sẽ có dòng là 10m và dòng 20m. Cái này là 20m nhá. Đó. Thì tất cả cái này đều không có nguồn đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em. Đó, đây. Đấy, cái này thì dòng chống nước nhá. Dòng này thì chống nước rồi. Các bác dùng ngoài trời thoải mái nhá. Đấy. Cái này là 20m này. Có điều chỉnh này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nháy đuổi chiều rồi đổi màu các thứ, nháy nhanh nháy chậm đây. Đấy. Cắm qua cái chân USB nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một dòng là 20m. Dòng 20m thì giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. 20m là 120.000, có điều khiển từ xa nhá, có điều khiển từ xa luôn. Đó. Con này là 20m này. 20m giá sẽ là 120.000. Bên kia là led hạt ngọc nhá. Và con này 10m thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu cái hạt led kim cương nhá. Các bác lên xem là led kim cương. Một quận này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 50 m nhá. Chiều dài của nó từ 30 đến 50 m. Đây, đấy. Con này thì về nhà các bác không cần phải dùng ấy nữa. Các bác cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, không cần phải dùng qua chân USB, cắm trực tiếp này, có điều khiển này. Đó. Con này thì các bác có thể trang trí sự kiện này, nhà có đình đám này, trang lên cây cối này, hoặc là các bác trang trí Noel nó cũng rất là ok luôn nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá, lên cho em là led kim cương, 70.000 cho cái bộ led kim cương như này. Đó. Thì các cái mẫu led cơ bản của bên em, các bác có thể xem và tham khảo các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên shop về một số các mã hàng thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Cái này bao nhiêu nhỉ? Hỏi lại. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái xẻng đa năng các bác nhá. Các bác lên cho em là xẻng đa năng. Đấy, lên cho em là cuốc xẻng được. Cái này nó là vừa là cuốc vừa là xẻng luôn. Đấy, các bác lên cho em là cuốc xẻng nhá. Đó, cuốc xẻng làm vườn. Đấy. Đấy, nó sẽ là một cái cuốc xẻng làm vườn như này. Hàng thì có thể gấp gọn được, các bác có thể để trên ô tô này, để trên ô tô, xe máy, hoặc là các bác mang đi rừng đi phượt này. Hàng made in USA nhá. Hàng made in USA. Đó. Hàng made in USA các bác nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ở đầu này thì nó sẽ có cái la bàn này. Đấy, đầu này thì nó sẽ có cái la bàn. Cái này thì các bác có thể xoáy gọn vào nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là xẻng Mỹ đi. Đó, xẻng Mỹ nhá. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ. Lên cho em là xẻng Mỹ nhá, rất là tiện ích luôn. Đó, gấp gọn vào cho em. Gấp gọn vào như này. Các bác bỏ vào trong cái túi này, nó sẵn có cái túi này luôn. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho cái bộ xẻng Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là xẻng Mỹ, giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cán thì nó sẽ dài độ khoảng là cả xẻng cả đây. Đấy, cả xẻng cả cán thì nó sẽ dài khoảng là đi 30 phân. Đấy, 30 35 phân. Đấy. Còn nếu mà tính cả đầu xẻng thì nó sẽ dài hơn một chút. Đây, các bác có thể xoay như này. Xoay như này để mình làm xẻng này. Đấy, làm xẻng thì mình lại xoay như này để mình xúc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, made in USA. Nếu mà tính chiều dài cả xẻng thì nó sẽ vào khoảng 40 phân nhá, có cả khui bia luôn, cả khui bia cả cưa này. Đấy, cả đầu xẻng như này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì sẽ là một con xẻng Mỹ như này. Lên cho em là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Giá sẽ là 100k. Đó. Các bác lên cho em là xẻng lính Mỹ này, đó, xẻng lính Mỹ. Lính Mỹ, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con xẻng lính Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xay tiêu nhá. Đấy, một con xay tiêu như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá của nó sẽ là 100k cho con máy xay tiêu như này. Đó, ở đây thì nó sẽ là một cái phần nắp để các bác đựng phần tiêu này. Một là các bác có thể đựng, hai là các bác xay trực tiếp vào thức ăn luôn. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra cho em thì mình có thể đổ tiêu vào đây, đổ tiêu vào đây nhá. Cho lượng bao nhiêu tùy mình. Thân của nó bằng inox dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, sau đó thì các bác cứ xoay này cho em. Xoay hai tay đảo nhau nhá. Đây. Đấy, các bác cứ xoay đảo nhau như này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp mở cái nắp ra xoáy vào thức ăn luôn. Hai tay đảo chiều nhau là ok, là tiêu nó sẽ rơi ra thôi. Lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy xay tiêu như này. 100.000 nhá, xay bằng tay cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Đó. Của thương hiệu Katoshi. Katoshi made in Japan.
lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ chuyên cối xay nhá, bộ chuyên cối xay. Bộ này thì sẽ là 180.000 cho một bộ chuyên cối xay như này. Đây, đấy 180k cho một cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đây, ở đây thì nó sẽ là cái phần đế của nó này. Đấy, và đây là cái thống để các bác đựng cái nước nó chảy xuống này. Đấy, thống đựng nước này. Và đây là cái bộ chuyên này, đặt vào đây cho em. Đấy, khi các bác xoay ra thì xoay bằng nắp như này là nó sẽ chảy nước này, còn để ngang này thì nó sẽ không chảy nhá. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên để pha này. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Và có cho các bác là 6 chén nhá. Đấy, 6 chén như này. Đây, 6 chén như này. Các bác có thể đặt trực tiếp ở đây hoặc là qua cái thống này. Các bác chiết nước qua cái thống này. Đó, xoay cho nước nó chảy này. Xoay cho nước nó chảy. Đó, rất là tiện luôn. Sau đó thì các bác từ cái thống này các bác rót vào đây. Đó. Thì combo cho các bác luôn một bộ như này. Giá của nó sẽ là 180.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180k cho cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đấy, lên cho em là chuyên cối xay. Giá của nó sẽ là 180.000. 180.000. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 180k. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên, một thống và 6 chén như này nhá. Lên cho em là bộ chuyên cối xay. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy tóc nhá. Đây, máy sấy tóc này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 100. Máy sấy tóc này thì sẽ là 130.000 nhá. Sử dụng điện 220V cực kỳ là khỏe luôn. Đó, có nấc này. Rất khỏe, con này bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Máy sấy tóc 130.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con bình tông này. Con này của nó thì dung tích của nó là 2 lít nhá. Bình tông 2 lít cũng 130.000 luôn. 130.000 cho con bình tông 2 lít này. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga nhá. Bình tông của Nga. Đấy. Của Liên Xô cũ này. CCCP các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, nắp chống mất luôn. Đó. Con này thì các bác dùng để mang rượu đi nhậu này, mang nước đi học đi làm này, công tác rất là ok. 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp như này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác dán để giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rồi các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi các bác dán vào cho em. Thải độc rất là tốt luôn, 50 miếng dán như này, 50 gói thuốc nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ bằng một bát phở thôi. 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con nồi lẩu 2 tầng. 230.000 bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, một con nồi lẩu như này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhé. Các bác có thể dùng thì mình chiên rán xào nó thì được hết nhé. Đó, 2 tầng. Đây. Đấy, có chống dính luôn. Có chống dính nhá. Đấy, dung tích của nó thì cũng khá là lớn đấy. Dung tích của nó khá là lớn luôn. Đây. Đấy. Đây các bác này. Con này của nó thì nó sẽ là 650W, 220V, 50Hz các bác nhá. Đó, đường kính của nó là 28cm. Dán xào nấu đều được hết này. Đấy, các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua khay hấp này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng 230.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu kìm này. Đó, mẫu kìm. Thì nó sẽ có cho các bác là một mẫu kìm nhọn như này và một mẫu kìm đầu bằng như này. Đó. Kìm nhọn bằng này bằng tiền nhau à? Hai kìm này bằng tiền nhau à? 100 à? Đấy, thì các bác lên cho em là cái này lên tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, mặc dù nó là màu trắng đen như này nhưng mà các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ. Giá thì sẽ là 100k một chiếc và có hai mẫu. Đó là một mẫu đầu nhọn như này và một mẫu là đầu bằng. Đó, đều là đa di năng, có tuốt dây rồi bấm cốt bấm kiếc đầy đủ cho bác luôn. Tuốt dây bấm cốt đầy đủ nhá. Đấy, tuốt dây bấm cốt đầy đủ như này. Giá thì sẽ là 100.000 một chiếc nhá, 100.000 một chiếc. Đấy, các bác có thể lấy đầu nhọn hoặc là lấy đầu bằng, tùy theo các bác. Lên cho em là kìm đỏ, đầu nhọn hoặc đầu bằng, giá đều là 100k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, con này thì giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Con này các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em, sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm được từ 20 đến 30% điện năng nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em. Máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn mang sông 120.000. Đấy, 120.000 cho con đèn mang sông như này. Con này thì các bác dùng sạc thôi. Đấy, nó dùng sạc nhưng mà rất là tiện này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Bật lên cho em này, nó rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc để ngoài trời này, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, có cả chống nước luôn. Có mái che như này, chống nước rất là tốt này.
Đó, có điều chỉnh chiết áp sáng tối này thì để trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp nhá, rất sang xịn mịn luôn. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là một viên pin 18650 pin hãng. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Đó, cắm sạc vào. Hàng thì siêu chất lượng cho bác luôn. Hỏng các bác thay pin, còn đèn LED này không bao giờ hỏng được nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. 120.000, lên cho em là đèn mang sông nhá. 120.000, có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đó. Có kèm một cái cáp sạc đi kèm các bác nhá. Đi kèm một cáp sạc cho các bác luôn. 120.000 con đèn mang sông. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con đèn bão này. Đấy, con này nó sẽ là đèn bão. Con này thì cũng có kèm cáp sạc và cũng là pin tích điện. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời, kèm thêm là một cái đèn và một cái quạt nữa. Đấy, đây. Vừa bật đèn vừa bật quạt được luôn. Có thể là cho các bác là vừa bật đèn vừa bật quạt từ 3 đến 5 tiếng nhá. Gió ù ù các bác này. Đấy, rất là mát luôn nhá. Quạt mát đèn sáng này. Giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con đèn này nhá. Đấy, quay đeo quay sách đàng hoàng. Giá sẽ là 100k, lên đèn là đèn bão nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời, có cả cổng sạc cho điện thoại đề phòng điện thoại của các bác hết pin nhá. Đấy đây, có cổng sạc cho điện thoại đàng hoàng. Đây. Đấy, đề phòng điện thoại hết pin. Đây, cổng sạc cho điện thoại đây. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái quạt xanh nhá. Quạt này sẽ là 55.000 cho cái mẫu quạt xanh như này. 55.000 cái mẫu quạt xanh này các bạn này. Đấy. Con này thì chỉ dùng được quạt thôi. Đấy, nhưng mà nó có thể là đẩy lên đẩy xuống này, rất là tiện luôn. Đó. Và có 3 cấp độ nhá. Số 1, số 2, số 3 các bạn. Đấy, số 1, số 2, số 3. Cũng khá là tít luôn. Các bác có thể đẩy lên đẩy xuống như này. Đấy, và gấp xoay các kiểu con này đều được luôn. Đó. Có 3 số luôn nhá. Con này thì đề phòng mất điện, nhà có trẻ nhỏ các thứ. 55.000 cho con quạt tích điện như này. Đấy, 55k. Lên cho em là quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ thìa đũa nhá. 80.000 cho một cái bộ thìa đũa như này, 80k, bao gồm là 6 đôi đũa, 1 2 3 4 5 6 đôi đũa và 6 cái thìa. 80.000 cho 12 món này. Xìa cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. Chất liệu su 304 này, su 304 siêu dày dẫn và đẹp luôn. Đó, 80k cho 12 món. Đấy, 12 món mà 80.000, giá siêu hời cho các bác luôn. 80k thôi. Lên cho em là set thìa đũa 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. 20.000 một bịch và mua 3 bịch là 50.000 nhá. 3 bịch là 50.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái giấy nó đã tẩm ướp sẵn các cái dung dịch tẩy rửa rồi. Đấy, các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì mình lấy cái tờ này. Mình lau giày lau dép thôi, nó sẽ có xà bông như này các bác này. Đấy, giúp cho các bác lau sạch các cái vết bẩn ở trên giày dép luôn, không phải giặt. Các bác nhá, giấy lau giày, giá của nó sẽ là đây. Đấy, các bác thấy em lau này. Đấy. Lau mà cái vết mực của nó còn sạch đi này luôn, các bác biết rồi. Đấy. Nó tẩy rửa rất là tốt và an toàn luôn. 20.000 một bịch và 50.000 ba bịch các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá, bẫy chuột thông minh. 15.000 một chiếc các bác này. Đó. Thấy các bác? Nhạy không? Đó. Các bác chỉ cần là ấn này thôi xong. Sau đó thì các bác để vào cái đường đi, để vào cái đường đi của chuột nhá. Đấy. Để vào cái đường đi của chuột giúp cho em. Đấy, khi mà con chuột nó chạy qua nó chạm bẫy này. Đấy. Thấy không? Rất nhạy luôn. 15k một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh 15k một chiếc này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này. Rất là tiện các bác nhá. Dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá. Dây dài khoảng trên 1 mét như này. Bao gồm cho các bác là 4 chân cắm USB này. Đấy, một đầu chân cắm như này, một chân sạc nhanh, rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 có cả cổng sạc nhanh cho điện thoại nào phù hợp thì mới sạc được nhá. Đấy, còn lại là chủ yếu là chân ổ cắm các thứ công tắc thôi. Chứ có sạc nhanh thì tùy thuộc vào mẫu điện thoại các nhá. Cái này thì bên em không có bảo hành đâu. Tiếp theo là con máy xay sinh tố. Cái này nó là máy gì đấy Phương? Con này giá của nó sẽ là 245.000. Này tên nó là cái gì? Máy xay cầm tay. Máy xay cầm tay nhá. 245.000 cho con máy xay cầm tay như này. Con này rất là tiện luôn. Ví dụ các bác dùng nó, ví dụ như là các bác dùng đồ ăn thức uống, mình đưa vào mình cắm điện cái này, mình bật số là xong. Rất là tiện. Đấy, nó sẽ xay cho bác rất tiện luôn, để trong cốc xay được luôn. Không cần phải mất thời gian rửa tráng bình cái thứ, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Giá thì sẽ là 245.000 máy xay cầm tay này. Đây. Đây các bác có thể đưa trực tiếp vào trong cốc này. Đấy, đưa trực tiếp vào cốc mình xay được luôn, không cần phải dùng đến gọi là các cái máy xoay lòng hoàng nữa. Điện 220 300W nhá. 300W. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Đây các bác này, đó, mình có thể xay cháo, xay bột, xay sinh tố này.
Đấy, đưa vào xoong ngoáy phát này là xong luôn. Đó. Rất tiện nhá. Đấy, rất là tiện này. Các bác thấy chưa? Đó. Chỉ cần là bóp cái là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy, xay cháo, xay cơm rồi xay đồ ăn thức uống. Rất là tiện này. Đó. Rau củ quả nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rất tiện luôn nhá, 245.000. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. À, chổi lau kính, lên cho em là chổi lau kính, con này sẽ là 50.000, 50.000 cho cái chổi lau kính như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, khá là dài và các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Rất là tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Nó có hai đầu, một đầu bàn chải và một đầu mút. Đấy, các bác có thể kỳ cọ, đánh rửa các ngóc ngách, xoay 360 độ, lau kính, cọ nhà vệ sinh được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50k thôi. Lên cho em là chổi lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000. Lau kính, kỳ cọ nhà vệ sinh rất là đa di năng luôn. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là một cái ổ điện như này các bác này. Đấy, một ổ điện như này. Thì con này thì giá sẽ là 65.000. Đấy, 65.000. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000 cái ổ B1 như này. Lên cho em là ổ B1 này. B1 giá sẽ là 65k. Đó, 65.000. Con này thì hàng chống va đập nhá, hàng chống va đập. Các bác có thể đập thoải mái luôn này các bác này. Đấy, đập thoải mái luôn, rất ok luôn nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Ổ chống va đập như này giá sẽ là 65.000 nhá. Lên cho em là ổ B1 65.000. Ba ổ cắm có đèn báo, rất ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã mới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái vợt chơi pickleball nhá, vợt chơi pickleball. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là hai vợt và bốn quả bóng. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể mua về để mình chơi với các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đây, một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một vợt nhá. Đây, các bác nhá. Một vợt và bốn quả bóng luôn. Thì các bác dùng để chơi thể thao với các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Giá rất là hợp lý nhá. Đây, đấy, rất là ngon lành luôn. Một đôi vợt và bốn quả bóng giá chỉ 150.000 thôi. Hàng của thương hiệu Kesika này, Kesika. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. 150k cho một cái bộ vợt pickleball như này nhá. 150.000 cho một bộ. Đấy. Có màu đỏ và màu xanh thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Có màu đỏ có màu xanh. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Đây là màu xanh này. Đó, màu xanh đây. Đấy, chiều dài của vợt thì vào khoảng 40, chiều rộng của vợt thì vào khoảng là 25 nhá. Và bản của vợt thì khoảng 15 16 và có hai màu, màu đỏ màu xanh. Về các bác có thể chơi ở sân này, chỉ cần tăng lưới lên là chơi được rồi. Đấy, hoặc là chơi trực tiếp không cần phải lưới lùng gì cả nhá. 150.000 này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là túi trường này. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một con túi trường như này. Đấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. 35.000 cho cái túi trường như này. Các bác có thể cho nước nóng, nước lạnh vào đây đều ok hết nhá. Đấy. Cho nước nóng, nước lạnh vào đây. Sau đó thì mình trường vào các cái phần nào mà mình bị đau nhức nhá. Đấy, túi trường. Túi trường cho nước nóng, nước lạnh vào đây, sau đó thì mình trường vào các phần bị đau nhức, có nắp đậy như này. Đấy, nắp đậy có rong luôn. Lên cho em là túi trường nhá, túi trường. Giá sẽ là 35.000 cho một cái túi trường như này, 35.000 các bác nhá. Túi trường 35k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đựng túi rau nhá. Đấy, bộ 3 túi rau, 3 túi rau giá sẽ là 40.000 cho 40.000 cho 3 hộp như này. Bên em bán theo set 40.000 cho 3 hộp như này. Thì đây, nó sẽ là một cái dòng túi zip như này nhá. Túi zip như này. Các bác đựng rau, cỏ, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, hoa quả. Các bác chỉ cần là kéo vào cho em này là xong. Đó. Kéo vào như này cho em xong. Đó. Thì nó sẽ là thuộc dòng túi zip như này nhá. Túi zip đựng thức ăn. Đây. Các bác bỏ rau, củ quả vào cho em đều ok hết. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đi... Một bộ này của nó thì... Bộ này kích thước của nó sẽ là 18 x 20 này. 18 x 20. Đấy, cái này thì là 14. 14. 14 nhá. Mà cái này thì sẽ là 27 này. Đấy. Một set này của nó là 3 hộp như này nhá. Đấy.
3 túi rau nhá, 3 túi rau, giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 túi rau như này. 40.000 cho 3 túi rau, giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có 40k này các bác nhá. Đây các bác này, cái này ứng dụng của nó rất là tiện nhá. Rau củ quả các thứ các bác chỉ cần là kẹp vào cho em là xong. Đó, mình bỏ vào trong ngăn tủ lạnh rất là tốt luôn. Đựng rau, đựng củ quả, đựng thịt, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đó. Rất là tiện các bác thấy không? Đó. Đấy. Rất là tiện các bác nhá. Đó. Túi zip đựng rau củ quả, giá thì sẽ là 40.000 cho 3 bịch như này nhá. 40.000 cho 3 hộp với 3 cỡ khác nhau. Đấy, cỡ 15, cỡ 20 và cỡ này là đi 27 các bạn, 27. Đây. Cỡ này cỡ 27 này, đấy, rất là to luôn. Đấy mà thấy chưa? Đó. Rất tiện cho các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho 3 hộp thôi. Combo cho các bác luôn, 40.000 3 hộp nhá. Bên em bán theo combo 3 hộp như này. Đấy. 3 túi rau giá sẽ là 40.000 nhá. 3 túi rau 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con dắt dao nhá, kệ dắt dao. Đây nó sẽ là một cái kệ rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Các bác về các bác có ốc vít cho các bác luôn, các bác bắn vào tường cho em, bắn vào tường, bắn vào cửa, cánh cửa. Đó, dao dắt vào đây, còn cái này thì các bác đeo xoong đeo nồi. Hàng inox 304, công bát 500. Giá sẽ là 90 cành nhá, 90 cành. Lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k. Đấy. 90k ra cái thanh cài dao như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt may nhá, kéo cắt may hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, kéo cắt may như này. Made in Japan 12 inch, cắt siêu bén luôn các bác theo. Cắt rất bén và ngon luôn. Cắt rất bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là một con kéo cắt may như này. Giá của nó sẽ là 100 hàng made in Japan nhá, 160.000 cho cái kéo cắt may như này. Tiếp theo là pin 16850 này. Pin này sẽ là 25.000 cho một quả thôi. 25.000 cho một quả pin 16850 như này nhá. Đó, pin Li-ion 16850, 25.000. Tiếp theo thì bên em về cho các bác ba cái mẫu đồng hồ này. 3 mẫu đồng hồ đây. Đấy, thì 3 mẫu đồng hồ. Đầu tiên nó sẽ là đồng hồ bật lửa nhá. Mẫu này thì nó sẽ là đồng hồ bật lửa, giá là 100. Đó, đồng hồ bật lửa 100.000. Đây. Đồng hồ kèm bật lửa luôn, 100.000 nhá, 100.000. Đó, đồng hồ kèm bật lửa, giá sẽ là 100k. Về nhà các bác tự bơm ga. Tiếp theo là đồng hồ la bàn. Con này thì nó sẽ đa di năng hơn một chút, 120.000. Vừa có đồng hồ, vừa có bật lửa, vừa có la bàn luôn. Đó. Bật lửa la bàn nhá. Đấy đây. Bật lửa đây các bác. Bật đây cho em này. Về nhà các bác bơm ga vào nhá. Đấy, bơm ga vào cho em, cái này chưa có ga đâu. Các bác tự bơm ga vào cho em. Đồng hồ là 1 này, bật lửa là 2, la bàn là 3, khui bia là 4 nhá. Đa di năng luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa ngọc nhá. Bật lửa nó sẽ có một viên ngọc như này. Con này thì nó sẽ là dòng chạy bằng sử dụng bằng xăng nhá, sử dụng bằng xăng. Đó. Giá sẽ là 130.000, 130.000. Bật lửa ngọc 130.000. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu bật lửa như vậy. Các bác muốn dùng mẫu nào thì dùng nhá. Có hộp đèn rất là đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Đó. Tiếp theo thì đến dây nồi cơm điện này. Dây nồi cơm điện dài thì khoảng từ 1m3 đến 1m rưỡi. Đó, dây nồi cơm điện dây siêu mềm luôn. 1m3 đến 1m rưỡi. 30.000 nhá. 30.000 cho một cái dây nồi cơm điện như này. Giá sẽ là 30k. Giá hợp lý luôn. 30.000. Tiếp theo là cà lê nước, 55.000 cho một con cà lê nước như này. Đấy, cà lê nước nhá. 55.000 các bác dùng để vặn ống nước, có thể đẩy ra để vào đảo chiều được luôn nhá. Đấy, một chiều tròn, một chiều vuông này. Cà lê nước 55.000 này. Tiếp theo là một số các cái đồ của Nhật tiếp theo này. Xà bông của Nhật này, xà bông của Nhật đây. Đấy, xà bông 8 bánh xà bông 40.000 một bánh và 3 bánh là 110.000 nhá. 3 bánh thì sẽ là bớt được 10.000. 3 bánh là bớt được 10.000. 40.000 một bánh như này nhá, xà bông Nhật 40.000 một bánh này. Đó. Tiếp theo là kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng của Nhật 120g. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này.
kem đánh răng Hàn thì giá của nó sẽ là 40.000 một típ. Dòng này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, hàng made in Korea nhá. Made in Korea. Con này thì giá của nó sẽ là 40 cành cho kem đánh răng Nhật như này. Tiếp theo là 60.000 cho một cái lọ gọi là đây, đấy. Thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đó, thuốc nhỏ mắt của Nhật. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin EAB6NA rồi vitamin K này. Đó. Con này của nó thì sẽ là 60.000 cho một lọ nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt này. Đấy. Tiếp theo là đến cái củ sạc nhá. Củ sạc đa năng. Đấy, cái này thì nó sẽ chỉ có củ không thôi. Có củ thôi nhá, có củ có đầu cắm như này nhá. Đấy, có củ có đầu cắm như này. Hai cổng sạc nhanh, hai cổng sạc Type-C và hai cổng sạc USB. Dây dài khoảng trên 1 mét nhá. 80.000 cho cái củ sạc nhanh như này. Đấy. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đó, 60.000 các bác nhá. Dây sạc nhanh iPhone 60.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái Sen Inox nhá, 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này, bao gồm là cả dây, cả giá đỡ, cả sen luôn. Cả dây, cả giá đỡ, cả sen. Giá thanh lý 90.000. Hàng của Nhật made in Japan nhá, made in Japan các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật giá cực kỳ bình dân luôn. 90.000 bao gồm là dây dài khoảng 1m2 này. Dây dài khoảng 1m2 có giá đỡ và một đầu sen đẹp như này. Đấy, một đầu sen inox hàng của Nhật như này. 90.000 nhá. Đấy, lên cho em đó là sen inox, giá sẽ là 90.000 cho một bộ như này. 90.000 bao gồm cả sen cả dây luôn, 90.000. Tiếp theo là sen cao su, giá sẽ là 80.000. Bộ này cũng cả sen cả dây luôn. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó sẽ là có một cái đầu cao su như này để các bác kỳ cọ khi mà mình tắm này, mình chà kỳ rửa rất là tiện ích luôn. Cũng có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh các kiểu con là điều luôn. 80.000 cho cái sen cao su như này. Lên cho em là sen cao su 80.000. Sen cao su 80.000 các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Mài dao ba khe màu đỏ, mài dao ba khe đỏ 130.000. Hàng của thương hiệu Tamasaki, Tamasaki made in Japan. Đó. Có ba mài, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải cho em. Đó. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là sen quạt tăng áp. Con này thì giá cũng 90.000 luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Một dây và một vòi sen. Đấy, có một dây, một vòi sen như này. Con này thì không có giá đỡ nhá. Đấy. Có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh tăng giảm lượng nước này. Đó, có sen cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Sen quạt tăng áp giá cũng 90.000 luôn. Đó. Cũng 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đó. Giá 90.000 các bác nhá. Sen quạt tăng áp giá 90.000. Có 3 mẫu vòi sen nhá, sen quạt tăng áp 90.000. Sen cao su sen inox cũng 90.000 luôn. Và sen cao su sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin đây. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu đèn pin mới như này. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy, đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này rất là ngon này. Đó. Hình chữ nhật như này rất là ngon. Giá sẽ là 70.000 cho con đèn chữ nhật này nhá. 70.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có chế độ này. Đấy. Rất tiện luôn, có cái mỏ quặc này để các bác quặc vào, các bác đeo lên các bác sử dụng này. Đeo lên dây hoặc là đeo lên khu vực nào đó này. Đó, lên cho em là đèn chữ nhật nhá, đèn chữ nhật này. Đây. Đấy, bật sáng này. Các chế độ này. Đấy, sáng ở đây nữa này. Đó, 70.000 nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, rất là tiện ích luôn. Mang theo ô tô này. Đấy, hoặc là các bác dùng đa di năng được luôn. Rất là tiện. Khi mà dùng mất điện các bác có thể bật lên như này. Sau đó thì mình để ăn cơm ăn nước cũng rất là ok luôn. Đó, trợ sáng rất là tốt. Đèn chữ nhật giá sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn chữ nhật này. Đèn chữ nhật giá sẽ là 70.000 nhá. Đèn chữ nhật 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc hàng siêu VIP cho các bác luôn nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP cho các bác rồi. Đấy, hàng VIP, tem mác các thứ đầy đủ. Một con ấm siêu tốc như này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đế điếc của nó đây, đế đây. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá. Đấy, inox 304. Đây.
Đấy, con này của nó thì nó sẽ là 2200W và sử dụng điện là điện 220V. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, dày dẫn chắc chắn nha, con này khoảng 1.8L gì đấy nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái đế của nó này, rất dày dẫn chắc chắn. 450.000, hàng inox 304, sáng bóng đẹp, con này dùng thì miễn chê luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox, giá của nó sẽ là 450.000. 450.000, hàng của thương hiệu Kyler này. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm này là ấm inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo nó sẽ là một con đây. Con này nó sẽ là một con giá dắt dao đũa nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá dắt dao đũa như này. 150.000 uống nước. 150.000 cho một con giá dắt dao đũa như này. Đó. 150k nhá. Con này thì hàng VIP cho các bác luôn. Ở dưới sẽ là một cái khay để các bác đựng nước nhá, đựng nước. Đấy. Ở dưới khay đựng nước thì thoảng các bác có thể là tháo ra mình đổ đi cho em. Đó. Đấy, tháo ra đổ đi cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các anh ăn dắt dao này, dắt đũa, dắt liếc này và để dao đũa đúng như trên hình luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, 150 cành cho anh em các bác mua về để mình sử dụng nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con massage mặt nhá. Massage mặt cầm tay. Đấy, massage cầm tay nhá. Đấy, các bác cầm kéo như này. Ngoài dùng một tay mặt mũi thì các bác dùng cổ vai gáy cho em. Kéo như này nó sẽ hít theo này. Đó. Massage. Đấy, massage cầm tay. Con này là dòng cầm tay 50k. Đây các bác có thể dùng này, mặt này, cổ vai gáy, ngực, eo, hông này đều được hết nhá. 50 cành. Tiếp theo thì nó sẽ là một con cân treo này. Có kèm pin cho bác luôn nhá. Lô này về là kèm pin nhá. Hàng thì nó sẽ là Winlink hai hình người đây. Đấy, Winlink hai hình người. Lắp pin vào cho em. Lắp pin vào cho em luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Trước em có cái lô cầm tay kia nó nhỏ hơn thì hết hàng rồi. Đợt này nó sẽ là một cái hàng loại to như này. Dùng nó sẽ tiện ích hơn nhiều. Đây, kéo lên cho em này. Đó. Các bác có thể cân đo đong đếm này. Mình dùng để mình đeo vào này, đeo vào. Quặc của nó rất là to luôn đây. Em cân cái con liếc mài dao này. Đấy. Con này của nó sẽ là 130g cho con liếc mài dao này, 130g này. Nhớ số luôn nhá. Đó, tắt đi bật lên này, rất là tiện luôn. Sử dụng bằng pin này thì pin con thỏ dễ thay tháo. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Cân được tối đa là 50 cân thì các bác có thể cân tùy theo mình nhu cầu mình cân bao nhiêu thì cân. Tối đa là 50 cân các bác nhá. Tối đa là 50 cân. Đó. Tiếp theo là một con đốc sạc nhá. Con đốc sạc như này. Con này là đốc sạc kèm pin luôn. Đấy, 65.000. Sử dụng pin này là pin đồng hồ nhá. À, pin đồng hồ với lại pin mic dây. À, pin mic không dây, 65.000 cho con này. Tiếp theo là cái con bình chè inox này. Nó sẽ có cho các bác là 3 màu như này. Con này là 130.000 đựng được 4 lạng chè. 130.000 đựng 4 lạng chè cho em. 130.000 các bác nhá. Giá hợp lý thôi, 130.000 4 lạng chè. Đây cái pin của nó đây các bác này. Pin này nó sẽ là dòng pin đồng hồ cả lốc cả pin luôn, 65.000. Đây, có gioăng giếc đàng hoàng nhá, chống vi khuẩn này, rồi nói chung là đa di năng luôn, đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng muối vừng, các cái loại hạt, đồ khô, đồ nước đựng được hết, nhưng mà khuyến khích cái này dùng đồ khô thì hay hơn. Đấy, có loại nhỏ nhá, loại nhỏ này là 2 lạng chè này, hàng của Nhật hết nhá, tem mác các thứ đàng hoàng chữ Nhật này. Hàng của Nhật hết. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 thôi. 90.000 trong con bình này. Đựng muối, mắm, mì chính, hạt điều rồi nói chung là các cái loại hạt tiếp ok hết luôn. Đấy. Tiếp theo là một con đồng hồ này, thì con đồng hồ này nó sẽ là Phương ơi. Con đồng hồ thể thao này thì giá sẽ là 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này nhá. Con đồng hồ thể thao to khủng bố luôn. Đấy, đẹp chưa? 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này. Còn con này thì con này là cái gì đây? Này. Không, cái này. Đồng hồ dây da. Cái này là bao nhiêu? Là 10.000 một cái, còn mua 5 còn 1. Đồng hồ này là bao nhiêu? Đồng hồ dây da 50.000 nhá. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Giá thanh lý cho anh em các bác 50k một chiếc thôi. 50.000 trong con đồng hồ dây da như này. Đấy, giá thanh lý. Đợt này giá thanh lý cho bác giá tốt luôn, 50.000. Còn con muỗng mini này là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó.
nó sẽ là bằng ba ngón tay như này con này, bằng ba ngón tay này đấy, trong 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 cái ngón tay này thôi. Muỗng mini này thì dùng cho trẻ con ăn cơm, ăn cháo, ăn các loại hạt ngũ cốc các thứ, ok rồi. Chào các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nhẫn đồng hồ của bác này. Con này thì đợt này giá nó hơi cao một chút, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đây, các bác có thể đeo vào như này, vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp các bác này. Đó, vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Đó, giá thì sẽ là 40 cành cho một con nhẫn đồng hồ như này. Dây của nó là nó thuộc dạng dây giãn như này, nên là các bác ai cũng đeo được nhá, ai đeo được, tay to tay nhỏ đeo được hết. Lên tem là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là keo đa năng nhá. Có lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, nó là hộp vỏ xanh như này, lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì giá của nó sẽ là đây các bác này. Đấy, các bác có thể dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt cho em được luôn. Đấy các bác theo. Đây. Dán sắt này, dán đồ gỗ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Cánh cửa tủ này. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Ổ điện này. Đó. Rất chắc chắn nhá. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn, kể cả dán dưới nước này. Các bác cứ để khô cho em từ 2 đến 3 ngày nhá. Đó, sau đó thì bắt đầu sử dụng này. Keo dán đa năng công nghệ Nhật Bản nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Lên cho em là keo dán xanh 20k một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây. Đấy, một típ của nó sẽ là 60g như này. Đấy, 20k một típ nhá, 20.000 một típ, 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu dây sạc nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là cái dây sạc tự ngắt nhá. Con sạc tự ngắt này thì công suất của nó là 100W. Con này thì giá của nó, con tự ngắt này bao nhiêu đấy? Con này sẽ là 40k nhá. 40k, công suất của nó là 100W này. Và nó tự ngắt thì các bác dùng nó rất là an toàn nhá. Ban đêm hoặc là các bác không để ý thì nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Có hệ cái hệ điều hành ở đây và nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Sạc tự ngắt giá sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây sạc béo như này. Nó là dòng dây sạc nhanh rất là an toàn luôn và chắc chắn này. Có đèn báo bên đầu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái sạc béo này. Lên trên là sạc béo 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô kéo này. Kéo thì bên em có hai mẫu nhá. Kéo này nó sẽ là kéo 15. Cái mẫu kéo 15 này là kéo nhỏ này, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn. Con kéo 15 này thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k cho một kéo 15 như này. Tức là chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá, 15 cm. Đó. Còn tiếp theo là con kéo 21, chiều dài của nó là 21 cm. Giá thì sẽ là 15.000. Đấy. Con kéo 21 là 15.000. Còn con kéo 15 thì là 10.000 con nhá. Đây. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đây, coi theo. Rất bén luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ này. Hàng có thương hiệu Hàn Hoi nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, con này sẽ là 10.000 và con này 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy. Bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng nước lọc nước uống là ok. Đấy, con này thì nó không có giữ nhiệt đâu. Các bác chỉ dùng để đựng nước lọc, nước uống các thứ thôi. Đó. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá 80k thôi. Đấy, lên treo là bình 20 nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Đây. Đây nó sẽ là một con nồi lẩu mini như này. Có cả khay hấp cho bác luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để chiên rán xào nấu này. Ổ cắm điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cắm cáp đàng hoàng. Đó. Các bác có thể dùng trực tiếp như này để mình nấu mì này, chiên rán xào nấu hoặc là dùng hấp ở đây. Đây là cái nắp của nó này. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là dùng qua cái nồi hấp này cũng được. Dùng qua cái nồi hấp này cho em cũng ok thôi. Đó thì nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Một là chiên rán xào nấu, nấu trực tiếp. Hai là các bác dùng qua cái khay hấp này cho em nhé. Giá của nó sẽ là 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k cho một con nồi lẩu mini như này. 150.000 một chiếc các bác nhá. 150.000 cho con nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá, bóng đèn. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Bóng đèn 5 cánh siêu sáng luôn thôi nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh siêu sáng như này. 1 2 3 4 5 cánh siêu sáng luôn. 120.000. Gập cái này xuống cho anh. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn 5 cánh siêu sáng 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 8.
Con này thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh như này nhá. 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, con này sẽ là 8 cánh này, 2 4 6 8 cánh. Công suất của nó là 200W nhá, còn con 5 cánh là 100W. Con này là 200W siêu sáng luôn, 200W đây. Đấy. Con này thì sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con này. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu này thì lấy, mà lấy mẫu kia thì lấy thôi nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đó, các bác lấy mẫu nào tùy ý các bác. Đó. Rồi ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây, đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tắc lên này. Đó, bật công tắc lên. Đây là công tắc đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là hai chân USB và ba chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này, và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13 cm. Đó, cắm điện trực tiếp 220, có ba chân USB, ba chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu để dùng để làm đèn ngủ, để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi, tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi ok, 150.000 nhá. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá to rộng như này, người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân nên rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn, không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dễ dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy, ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Ôi, ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 nhân 98 nhân 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31.
Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con đại điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chắn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhìn, đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác thấy không? Lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90.000 cho con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000, còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay. Treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm. Rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được thì về nhà các bác tự sạc qua cho em nhé, tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi, về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho em là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho em là bóng tròn.
bóng tròn giá thì 80.000 thôi, về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi, về nhà các bác tự sạc vào cho em nhé. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá, 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn, về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá, nước ngập 1 cm là tự ngắt. Đây nha, là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá, 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây, hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá, hàng của Đức này, made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây, rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, qua theo. Đó, và có chế độ cảm biến này. Đấy, tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên theo là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá, 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci, một dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây, về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em, sau đó thì mình sẽ, ở đây nó sẽ có một cái lớp màng, mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây, đấy, đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây, cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đấy, các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy, là nó sẽ đây, đấy, bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây, này, em lăn này. Đấy, đây, đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá, màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn, bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó, thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này, lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy, bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường, thảm rồi quần áo rồi lông thú, lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em, sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám, vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành, đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây, cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em, chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám, dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây, khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện ắp quy 12 24 lên 220. Nhà bác nào có ắp quy, kể cả ắp quy xe máy, các bác tháo ắp quy xe máy ra
tháo cái ắc quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện điện 220 dùng để sạc. Giữ cái thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000, cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây. Lấy dây tai bằng đèn của con này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok, 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây, đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tác lên này. Đó, bật công tác lên. Đây là công tác đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là 2 chân USB và 3 chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này, và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13 cm. Đó, cắm điện trực tiếp 220, có ba chân USB, ba chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu để dùng để làm đèn ngủ, để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi, tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi ok, 150.000 nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Coi thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230.000. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân.
có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dây dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà cá đều ok hết nhá. Đó, lên mã giúp cho em, đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xong nồi, rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi, lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm, đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này, đó. Đây, dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Made in Japan các bạn này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao, đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác, các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wabo nhá. Hàng thương hiệu Wabo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch vẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong này là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm gì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn à. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần
phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá, kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh như này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc vào cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá, 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật, made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu rỉ sét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viếc đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em, đó là xịt hơi giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Nó có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến trong nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn, kết nối đều bằng đồng hết thế này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá, giá sẽ là 40k trên một chiếc, và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn, 40k có nhá, 40k một chiếc như này đó. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp như này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn, và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu, đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá. Có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này, thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn, thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Đấy. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá.
hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này, bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304. Các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay. Bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá. Hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn, nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên cho em. Đấy. Nó rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4-5 đầu massage tất cả luôn. Có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Lên mã giúp cho em nó hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn 170k nhá. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng. Giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 2 ổ USB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm. 2 ổ USB, 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1.5 m, tầm 1.5 m đến 2 m nhá. Tầm 1.5 m đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 m trở về nhá. 20 m trở về cho các bác luôn. Dây dài 20 m trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái
túi điện thoại nha. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy, rất là an toàn, tiện. Điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này, giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45x50 và giá thanh lý cho bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy, nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con thôi một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn như này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc vào cho em như này. Đó. Bóc vào thôi. Đó, các bác bóc vào cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên, kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này, các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật. Hộp 5 mũi khoan tháp, có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Một cây lấy dấu đó. Thép của nó là thép gió phủ titan. Giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn đây. Ấn vào này là có dấu các bác này đó. Rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan. Giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá. Bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào.
đấy, tủ lạnh, máy giặt rồi đồ đoàn các thứ. Lên thêm là dụng cụ chuyển đồ nhá, giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ, dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000, đó đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại, một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000, đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá, khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm kìm nhọn này, đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng trước thôi, 40.000 đồng trước kìm nhọn như này nhá, 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện, ổ điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ, dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn. Chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này, 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này, về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Okay. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện. Nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm hấm nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Ở nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây chị em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào
cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đây, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái này, nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha các bác, chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác. Sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt, rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 200 mấy? Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó.
Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhá. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá, 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 35k, 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá, hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu, giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2 cm rưỡi nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô. Bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô. Hàng inox như này nhá. Bộ ba tô. Hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này.
sản phẩm hàng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức này, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2L và con to nhất này của nó là gần 2L, 1.8L này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ làm con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó, đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi vật mũi các thứ các bác này. Đó, và ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1L. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1L như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nha. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá. Dung tích 1L. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút sâu được các bác này. Đấy, hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nha. Đấy, hút rất là mạnh các bạn này. Đấy, các bạn thấy nó hút khủng khiếp luôn nha. Lên cho em là hút bụi đại nha. Hút bụi đại. Giá thì sẽ là... Con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò. Toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này rồi là các cái loại nấm này, đấy nói chung là mật ong này. Đó. Là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Rồi, đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các bác nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này.
sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp ở đây cho em này, sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi, dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc đây. Hàng có địa chỉ thương hiệu rõ ràng nhá, đây đấy, đây các bác này đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000, lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này, 150.000 nhá, xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhé. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85 ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh, lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài à. Một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên. Rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy. Hàng của Nhật và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bác. Đấy, nói chung là EAB6, NA và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này đây. EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này, hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng, nên em là lên thông cống nước vàng. Thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ của Nhật này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. Của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này. Đấy. Khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng, 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó. Về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy.
các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy. Quay quay đeo quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá, túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này, túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi. 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước, ống điếc. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68cm. Đây, 68mm nhá, 68mm. Đấy, 68mm rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy. Mũ cối 1966 này. Đấy. Công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy, múc nước ok không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đàng hoàng. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng. Súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100. Lên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy, đầu cò, đầu kiếc, rồi đầu súng, nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên thì em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó, súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãi lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy.
Lên mã giúp chị em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đàng hoàng. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao, rồi nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy, con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 4 5 ngăn, có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41 42. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Thì các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy. Giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm. Vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ. Hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150.000. Bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá. 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bác này. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy, thấy không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây. Đây. Công suất của nó là các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho nó không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W. Rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à. Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn. Con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bạn. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn.
lên cho em là máy vắt cam nhá, giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá, máy vắt cam 190.000. Đó, lên mã giúp em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon thì các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn. Cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 cho các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy thì nó sẽ có hai dòng, một dòng. Em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A và 24V là 4A. Còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế. Còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12, 24, 290k bao ship nhá. 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy, tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều rồi, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12... nguyên 12 này. Còn con 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo kia các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Cương ơi. Bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này cho em. Lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy, đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bạn này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ, bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là
bịt hết các cái phần bị thấm ruột bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k cho bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nhớ, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu trên răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6. Đấy, tính ra là 64 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nếu lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này. Bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là tên mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá. 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá. Chiều dài khoảng 1 mét có 3 đầu này, Samsung Taishi đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Tên mã giúp cho em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy, nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Nên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo nhất đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 140.000 trong con kính hàn điện tử như này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn như này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này.
Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển đứng trước đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn, 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly, rất là dài luôn các bác này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ sơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn, về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok.